Vâng, xin chào tất cả các bạn, tôi là Johnny Thông đây. Quay trở lại ngày hôm nay là những thông tin rất bất ngờ. Hôm nay là cái ngày đẹp trời trong tuần và tôi nhìn lại trong quá trình đầu tư trong 2017 vừa qua. Có rất nhiều chiến thắng vẻ vang, cũng có nhiều những bài học rút ra rất là nhiều. Và từ đó tôi đúc rút ra những bài học kinh nghiệm để cho chặng đường 2018 sắp tới nó đầy thắng lợi hơn. Một lần nữa, tôi là Johnny Thông, admin của Kèo Thơm ICO. Đây là Facebook chính chủ của tôi. Johnny Thông, anh chị thấy mà cái số lượng mà theo dõi như vậy, cũng như là bạn bè 5.000 người của tôi, thì đó là Facebook chính chủ các anh chị nhé. Anh chị có thể lên website keothomico.com để chúng ta cập nhật những thông tin mới nhất ở trên này, những cái thông tin hoàn toàn rất mới mẻ ở trên Kèo Thơm ICO này. Còn các anh chị đặc biệt thích gì ạ? Anh chị thích coi video clip thì anh chị lên đâu? Lên YouTube. Anh chị sẽ vào một cái website có tên là Johnny Thông, admin Kèo Thơm ICO. Và ở đây tôi cập nhật rất nhiều những cái video clip liên tục những cái video clip nóng hổi về thị trường. Và đây là cái kênh rất uy tín trong lĩnh vực đầu tư, review những cái kèo ICO cũng như là những cái kèo để chúng ta có thể hold và trade để chúng ta kiếm lợi nhuận trong lĩnh vực cryptocurrency. Ok, ngày hôm qua thì tôi đã đưa một cái bài review story qua một cái ICO thuần này. Nó có cái lượng truy cập rất là khủng khiếp mà tôi đã nói với các anh chị rồi. Nó sẽ thành công giống như INS. Và ngày hôm nay có một cái coin mà tôi được một cái bạn bè giới thiệu và tôi thấy hay và tôi muốn giới thiệu đến các anh chị, và nó sẽ thành công tiếp nối bởi vì nó sẽ thành công giống như là Silvermine. Ok, cái đó là cái nào thì chính xác cái gì các anh chị làm, đó là hãy cập nhật và đăng ký kênh YouTube của tôi, cũng như là truy cập gì ạ, blog Kèo Thơm ICO. Anh chị muốn vào group chat riêng thì anh chị nên vào group chat Telegram này để chúng ta có thể cập nhật hơn 2.000 nhà đầu tư ở trong này các anh chị nhé. Đó là cái điều tôi muốn nhắn nhủ các anh chị. Rồi, chúng ta tiếp tục. Khi mà tôi search cái dự án này thì dự án này không nằm ngoài cái gì khác, đó chính là ARC Block hay là ARC Block. Và 16 ngày nữa thì chính xác nó sẽ bán gì ạ? Nó sẽ bán ICO, Public Sale, Private Sale. Vừa rồi nó đã làm thành công rồi, và bây giờ là 16 ngày nữa sẽ là Public Sale. Thế thì cái ARC20 nó có gì đặc biệt mà tại sao tôi giới thiệu các anh chị ngày hôm nay? Đầu tiên chúng ta muốn điểm qua ARC Block này á, chính là cái nền tảng mà họ định nghĩa đó là Blockchain 3.0. Blockchain 3.0. Thế thì thế nào gọi là Blockchain 3.0? Chúng ta cùng tìm hiểu thông tin. Và đây là cái bài nói chuyện của Robert Mao, CEO và gì ạ, kỹ sư trưởng của gì? AIC Block. Đấy. Thì anh chị sẽ thấy, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để anh chị đọc cái thông tin ở trên này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài viết của tôi ở trên đâu ạ? Ở trên blog Kèo Thơm ICO. Anh chị bấm vào blog. Sau đó cái bài đầu tiên này là bài đánh giá dự án, đánh giá dự án ARC Block này. Thì báo với các anh chị biết một tin là ngày hôm nay nó mở cho xác nhận danh tính, tức là KYC. Và mùng 3 tháng 2 nó sẽ tiếp tục là gì ạ? Mở bán. Khi các anh chị đăng ký một cái tài khoản thì các anh chị đăng ký đường link này thì chúng ta sẽ được tặng là 2%. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta review sơ qua về dự án ARC Block này nhé. ARC Block này á, thì chúng ta bắt đầu nghe dự án này, đó là nền tảng công nghệ Blockchain 3.0. Thế thì thế nào gọi là Blockchain 3.0? Blockchain 3.0 là ARC Block, nó định nghĩa đó là nền tảng, là hệ sinh thái nhằm để triển khai các blockchain phân quyền thế hệ Blockchain 3.0. Có nghĩa là không những tạo ra những hợp đồng thông minh smart contract mà họ có thể thực hiện được những ứng dụng phân quyền trên nền tảng của ARC Block. Đó là cái điều rất tuyệt vời, cho nên nó vượt trên cái nền tảng của Ethereum một bậc là chỉ smart contract. Điểm nhấn này và chúng ta thấy có ba cái điểm mạnh về mặt công nghệ. Đầu tiên đó là Cloud Node, đó là nút bấm đám mây, giúp cho quá trình giao dịch nhanh hơn và chi phí rẻ hơn. Open Chain Access, tức là truy cập các chuỗi khối mở. Và cái điểm nhấn của nó đó là Blockless. Blockless này là gì ạ?
Cái blockchain là giúp chuyển đổi từ công nghệ này sang công nghệ khác, từ một thông tin này sang một thông tin khác. Và đây chính là điểm cốt lõi của ARC Block, tức là tính toán không cần server, cho phép chạy được nhiều ứng dụng khác nhau. Ngoài ra còn cho phép kết nối liên lạc với blockchain. Giao thức chuỗi mở của ARC Block có thể kết nối với nguồn dữ liệu nào từ on-chain hoặc là off-chain trong việc tính toán. Anh chị thấy không? Đây là cái blocklet của nó. Kết hợp với gì ạ? Cái open chain access layer bên ngoài. Chúng ta nếu mà rành kỹ thuật chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Thế thì tại sao có version 2 của blockchain là Ethereum rồi? Version 1 đó là gì? Đó là Bitcoin rồi. Nhưng tại sao phải ra ARC Block? Blockchain 3.0 làm gì? Thì có một điều, chúng ta phải để ý. Đó là gì? Ví dụ như blockchain của Bitcoin, blockchain của Ethereum, blockchain của Litecoin hoặc blockchain của những đồng coin khác. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là giải pháp của công ty riêng của họ là họ tạo ra blockchain khi họ cần. Nhưng mà thay vì công ty riêng biệt phải làm một cái điều này, nó giống như anh chị phải tạo ra cái máy tính MacBook, sau đó các anh chị phải tạo ra cái bộ adapter cho nó. Thì cái gì ạ? ARC Block này ra đời để nhằm nhiệm vụ nó tạo ra một cục sạc đa năng, gọi là gì ạ? Đa năng Multifunction Adapter, tức là một cái chuỗi sạc đa năng, cắm cái gì vào cũng được, kể cả MacBook, kể cả gì ạ? Vio, kể cả bất kỳ cái phương tiện nào cũng được. Điều đó có nghĩa là bạn sử dụng blockchain này thì tích hợp tất cả và điều hóa tất cả các blockchain khác. Do vậy bây giờ các công ty muốn sử dụng giải pháp blockchain khác thì họ không cần phải tự làm riêng cho mình một blockchain. Họ chỉ cần mua nền tảng của ARC Block để điều hóa tất cả các blockchain khác nhau. Đó là cái điều mà tạo ra của ARC Block. Đây là một cái platform ứng dụng phân quyền. Bạn có thể hình dung như thế này này. Hiện giờ có nhiều điện thoại, nhiều đồ sắm cạc, và việc đó dẫn đến việc là quá trình sạc điện khó khăn. Để không cần quan tâm và đơn giản hóa vấn đề này, chúng ta có thể mua một đồ sạc chung đa năng có nhiều đầu sạc khác nhau, phù hợp với nhiều điện thoại khác nhau để duy trì một mỗi điện thoại ta mua thêm sạc thôi. Nhưng tuy vậy, thì bộ điều hợp dây chuyền của ARC Block giúp cho việc điều hóa tất cả các blockchain và công ty có thể sử dụng mà không cần quan tâm đến loại blockchain khác nhau nào. Thế thì ARC Block ra đời để giải quyết là gì ạ? Blockchain của Bitcoin xử lý 7 giao dịch trên giây, Ethereum là 25 giao dịch. Đó. Mà từ khi mà xuất hiện cái trò là CryptoKitty á, tức là nuôi mèo điện tử trên nền blockchain, thì Ethereum đã gì ạ? Đã giao dịch chậm hơn. Những ứng dụng phân quyền blockchain hiện giờ không dễ sử dụng, phí giao dịch cao. Vì thế ARC Block ra đời làm cầu nối kết nối các blockchain và đưa ra giải pháp chung cho các công ty. 6 là giải quyết vấn đề thiếu tính năng của blockchain. ARC Block sẽ bổ sung nâng cấp phiên bản blockchain hiện tại với các tính năng như là gì ạ? Cloud Node này, Chain Access này và Blocknet này. Đấy, các anh chị thấy không? Đó là cái điều mà rồi gì ạ? Incentive for Sale Evolution, tức là nói lên cái vấn đề gì ạ? Và blockchain 3.0 nó nâng cấp so với cái nền tảng blockchain 1.0, 2.0 như vậy. Và ngoài ra thì nền tảng mạng lưới Ethereum có chợ để chúng ta bán những ứng dụng có sẵn. Đó là cái điều rất tuyệt vời. Nó giống như là gì ạ? Ví dụ Lazada mở ra một cái thương mại điện tử rồi, thì anh chị có thể lên mở gian hàng trên đó. Vật giá không vậy, chợ điện tử cũng như thế đó, hoặc Rakuten giống như vậy. Thế thì ai là cái đội ngũ đứng sau ARC Block này? Thì đầu tiên đó là Robert Mao, CEO của ARC Block ha. Trước đây là kỹ sư phần mềm tại Microsoft tại Hoa Kỳ. Robert là một trong những leader tiên phong về công nghệ nổi tiếng tại Mỹ. Ông là người sáng lập 3 công ty luôn các anh chị. Ozone này, mạng xã hội ra đời trước Facebook thu hút 3 triệu người dùng này. Pixel Mobile này, ứng dụng trên điện thoại cho việc chia sẻ hình ảnh này, tiền thân của là SNS. Rồi, đó là Robert Mao. Hai là đồng sáng lập của ARC Block, là người sáng lập ra gì? CloudCoin. Ethereum lúc đầu cũng chạy trên nền tảng này. Ông từng là kỹ sư phát triển phần mềm của Microsoft luôn, đồng sáng lập của Trezel. Vậy là hai người này đều là đồng là diễn Microsoft ra các anh chị. Jin Chen, phó giám đốc marketing của PR của ARC Block, tỷ phú người Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc là người quốc gia đông dân nhất và quan tâm lĩnh vực tiền điện tử hàng đầu thế giới. Và dựa vào sức ảnh hưởng uy tín của cá nhân Gen, chúng ta có thể thấy trong lai mạnh mẽ của dự án này thế nào. Gen Jin Chen là tỷ phú. Đó. Rồi Joe Wallin là tư vấn pháp lý, là luật sư có nhiều kinh nghiệm. Và ông
cũng viết về cái vấn đề pháp lý trên phương tiện truyền thông như là Wall Street Journal. Và ngoài ra thì đội ngũ cố vấn rất là hùng hậu và đình đám, đó là đội ngũ của Severmind. Severmind các anh chị nhé, có đội ngũ của Severmind rất là tuyệt vời. Và đây là cái roadmap, roadmap của nó. Đây là roadmap của gì ạ? Lộ trình phát triển của, và nó đã phát triển từ quý 1, quý 3 2017 rồi. Và đây là quý 1 2018 thì là nó bắt đầu bán token ra. Và đến quý 3 thì nó bắt đầu phát triển dự án, mà nó phát triển dự án đến tận là bao nhiêu ạ? 5 năm. Đây. Anh chị thấy là quý 1 là mở bán token pre-ICO và ICO, quý 2 ra mắt ứng dụng dành cho các đàn dựng được xây dựng trên nền tảng của ARC Block. Đó, và triển khai bộ điều hợp tức là Hyperledger với giao thức truy cập chuỗi mở các anh chị. Và quý 3 thì mở giao thức truy cập chuỗi mở và thực hiện trên Ethereum và Hyperledger. Và quý 4 chính thức ra mắt nền tảng cho khách hàng và đối tác. Toàn bộ nền tảng ARC Block đã sẵn sàng khách hàng và đối tác. Quý 1 triển khai rộng rãi với nhiều đối tác. Và dài hạn thì hướng tới hỗ trợ những cái nền tảng về điện toán đám mây, ví dụ như Windows Azure này, Google Computing Engine này, hay là Tencent Yuan, rất là nhiều cái công cụ về hỗ trợ điện toán đám mây. Thế thì tại sao chúng ta nên đầu tư vào cái ICO ARC Block này? Thứ nhất là tính thiết thực của nó, đây là dự án thực. Công nghệ blockchain 3.0 đó là bước ngoặt, nó thay đổi lên level mới, nó khiến cho mọi công việc trở nên đơn giản hơn, dễ dàng hơn và ưu việt hơn. Để phát triển ở ứng dụng chỉ cần lựa chọn theo tiêu chuẩn chia riêng, điều này khiến cho ARC Block sẽ mở rộng thị trường và cộng đồng nhanh chóng. Và ngoài ra thì ngoài động tác về tính ứng dụng thiết thực thì ARC Block đó là sử dụng một cái gì ạ? Giá trị thanh toán cho nền tảng. Đó. Nó có ở dạng thanh toán, nó cũng có thể là smart contract các anh chị. Và ngoài ra thì ARC Block tạo vấn đề giải quyết mà thế hệ blockchain 2.0 không làm được, đang gặp phải. Đồng thời nâng cấp blockchain lên tầm cao mới, nhanh hơn, hệ sinh thái lớn hơn, tiềm năng hơn. Và đó là blockchain này là công nghệ mới và còn cần nhiều giai đoạn cải tiến, tiềm năng và tiềm năng sử dụng lớn hơn. Ngày càng nhiều công ty công nghệ thế giới tham gia vào cuộc cách mạng 4.0 này. Đó. Và thông tin thì nó bán là số lượng total supply là 186 triệu ABT. Token bán mở bán là 83 triệu. Re-ICO là đã bán rồi và mua tối thiểu là 100 ETH. Đó, tức là hơn 100 ngàn đô đó các anh chị. Và chính thức, và chúng ta mua được ETH hoặc là Severmind. Một ETH là bằng 1.900. Đó, một ETH là 1.900 các anh chị nha. Số lượng mua ít nhất một ETH và nhiều nhất là 50 ETH. Đó, chúng ta có thể quy đổi Severmind. Đó, và mùng bao nhiêu ạ? Mùng 3 thế giới và lúc là 8 giờ sáng ngày 4 tháng 2. Đó, và kết thúc là mùng 10 tháng 2. Hoặc là khi đủ cái số lượng hardcap là bao nhiêu? Là 83 triệu được bán ra hết, nó sẽ dừng cái ICO này. Đây anh chị thấy hardcap của nó là 37.500 ETH và 6 triệu CMT Severmind. Softcap của nó là 12.000 ETH. Đó. Đây là CEO Robert Mao của ARC Block. Đây là gì ạ? Kiến trúc sư của Twitter, Fabian Challen. Rồi. Chúng ta thấy đã điểm qua về cái nền công nghệ 4.0 rồi. Thế thì chúng ta từ từ chút xíu tôi hướng dẫn các chị đăng ký một tài khoản. Và bây giờ anh chị lên cái website của nó, anh chị bắt đầu thấy trên này nó cũng giới thiệu các anh chị hết rồi. Không? Cái blocklet thế nào, roadmap đó ra làm sao, kế hoạch trong vòng 5 năm. Đây là team của họ, tỷ phú này, Yin Chang này. Đó, đội ngũ cố vấn này và member này, partner là Severmind này, IPM này, rất là khủng khiếp các anh chị nha. Đó, họ có những đối tác media rất là mạnh. Và khi mà quan trọng là họ có một cái lượng cộng đồng cũng ủng hộ đông đảo là 30.000 member ở trên Telegram. Đó là cái lực lượng rất là lớn cho họ, rất là khủng khiếp các anh chị. Và họ có một cái chương trình bounty rất là thành công ở trên đâu ạ? Trên Bitcoin Talk. Anh chị lên đây, nó đến tận là 18.000, gần 20.000 người tham gia. Và nó 47 trang, rất là thành công với dự án ARC Block này. Đó. Chương trình bounty rất thành công trên Bitcoin Talk. Ở trong cái white paper thì nó trình bày nhiều chữ quá và hơi khó hiểu. Thì tôi đã điểm qua và đã viết tắt đây cái blocklet của nó, anh chị được điểm qua rồi. Ba cái điểm đặc trưng rồi. Đó.
trong này là mang tính kỹ thuật rất cao, và nếu đọc hiểu tiếng Anh được đây, anh chị thấy không? Mang tính kỹ thuật rất cao, và tôi đã cố gắng để đã Việt hóa ra để anh chị có thể coi cái bài review của tôi. Còn đây là cái thông số về mặt kỹ thuật dành cho dân kỹ thuật các anh chị. Trong cái white paper của nó là chỉ nói về kỹ thuật thôi. Và tôi kiểm tra cái mức độ truy cập của AAC Blog này thì có một điều là mỗi một ngày khoảng 2.200 người truy cập, 2.200 người, và từ lúc và trung bình là một tháng là 64.500 người. Và Việt Nam, tôi không hiểu tại sao là Việt Nam lại quan tâm nhiều trong thời điểm này về coi công nghệ này. Có lẽ làn sóng lending đã hạ nhiệt và họ bắt đầu chuyển qua làn sóng mua ICO công nghệ. Việt Nam đứng số 1 các anh chị, đứng thứ hai vẫn là Mỹ, thứ ba Nhật Bản, Hàn Quốc thứ tư, Anh Quốc thứ năm, Đức thứ sáu. Các anh chị thấy mấy chục quốc gia này thì Việt Nam luôn luôn trong xếp hàng đầu các anh chị nha. Đó là cái điều rất đặc biệt. Anh chị có thể kiểm tra IRC Blog trên Hipstart. Số lượng mà tôi tìm kiếm IRC Blog trên Google là kết quả tìm kiếm rất là cao, rất là cao. Và Track ICO thì tôi kiểm tra trên này thì được đánh giá là 4.8 trên thang điểm 5 các anh chị. Thông tin ở trong này rất là đầy đủ. Team này, team của họ này, rating này, các từ description, logo, platform, rồi đủ thứ thông tin. Đây là gì ạ? Lộ trình, roadmap. Và đây là gì? Các mạng xã hội cập nhật Twitter của họ. Và tôi thấy họ được đánh giá rất cao ở trên cái nền tảng về này. Và đó là cái thông tin rất cần thiết để anh chị tự tin để đầu tư vào cái con gì ạ? ARC Block này. Được không? Ok. Chúng ta còn muốn câu hỏi nào khác, chúng ta nên lên FAQ này để chúng ta có thể gì ạ? Hỏi đáp trên này, chúng ta coi trên này. Ok. Nào, bây giờ làm thế nào để các anh chị có thể thấy, tôi review cho các anh chị thấy là cái con này tôi báo các anh chị là một cái sự thay thế rất lớn với mỗi một cái ICO hiện nay mà tạo ra blockchain riêng rất là tốn kém và cần rất nhiều thời gian. Thì IC Block ra đời làm cái platform cho các ICO startup khởi nghiệp rất là hay, tôi thích ý tưởng đó. Và bây giờ khi mà anh chị đăng ký cái đường link này, anh chị được tặng thêm 2% trong ngày mở bán ICO các anh chị nha. Đó là cái điều đặc biệt. Anh chị muốn những cái thông tin bài viết thì lên trên blog của tôi kèo thêm ICO để coi. Và chúng ta truy cập vào website này để chúng ta gì ạ? Đăng ký đường link và nhận được 2% tổng mua. Ví dụ anh chị mua 10.000 coin thì nhận thêm 200 coin. 16 ngày nữa là mua rồi. Nhiệm vụ của anh chị bây giờ là gì ạ? Đăng ký một cái tài khoản. Đó. Và tôi điểm sơ qua cho các anh chị những điểm nhấn của cái coin này để anh chị thấy. Điều đầu tiên đó là một cái blockchain, một platform mới, định nghĩa 3.0. Sau khi cái version 2.0 của Ethereum đã ra đời thì cái này tạo ra cái nền tảng về platform blockchain 3.0. Và nó tiết kiệm chi phí cho rất nhiều cái ICO mà sau này startup. Điểm thứ hai là được cộng đồng quan tâm rất lớn. Và cái điểm thứ ba là đội ngũ team rất là mạnh, toàn là đội ngũ Microsoft. Cái điểm thứ tư là được cố vấn bởi một cái startup rất thành công trong lĩnh vực ICO, đó là Silvermine. Điểm thứ năm là nó xác định danh tính KYC rất là mạnh để sao ạ? Để nó minh bạch, sau này nó minh bạch cái việc thanh toán và việc phát triển cái platform này. Và việc thứ tư là lộ trình nó bán rất là hay, nó bán private sale cho những người có tiền nhiều rồi và đối tác của nó rồi, và sau đó cái lượng coin còn lại là bán cho public sale thôi, chiếm không đáng kể. Và cái hard cap của nó là cũng khá là gì ạ? Lớn. Rồi. Khi mà anh chị click vào đây thì sao ạ? Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị. Khi các anh chị click vào cái đường link đó thì chúng ta làm gì tiếp theo? Chúng ta sẽ bấm vào gì? Đây, participate now. Chúng ta bấm vào đây các anh chị nhé. Chúng ta bấm vào đó thì nó sẽ hiện ra cái gì? Khi mà chúng ta đăng ký một cái tài khoản, bấm vào đây thì nó hiện ra cái này, các anh chị bấm vào đây. Sau đó các anh chị bấm email các anh chị, email, số điện thoại, email, password. Đó, nhớ là phải 8 ký tự. Đó, sau đó bấm tôi không phải robot. Và sau đó bấm gì ạ? Create account là xong. Anh chị check cái email của mình. Đây, check email của mình và confirm vào đây.
là anh chị đang đăng ký một tài khoản đã thành công rồi, được không nào? Đã đăng ký một tài khoản thành công rồi. Sau đó các anh chị đăng nhập vào, anh chị đăng nhập vào bên trong thì nó báo như sau là 16 ngày nữa anh chị sẽ làm gì, là mua cái public sale này. Và cái địa chỉ ETH á, các anh chị để mà deposit ETH vào á, là được cung cấp bởi ARC Block Token và chỉ cung cấp trên website thôi. Đó. Mỗi một cái người mà mua thì được cung cấp cái địa chỉ ETH này để transfer vào, không được share địa chỉ này ra các anh chị nhé. Và quan trọng là không có lấy địa chỉ nào và share ở nơi khác. Và quan trọng là các anh chị mà điền thông tin ở những cái channel khác, kênh khác có thể là scam. Cho nên vui lòng để ý, chỉ được lấy địa chỉ ETH nó cung cấp trên trang website. Và website của nó chính là arcblock.io. Đây là website chính. Bây giờ có rất nhiều website scam các anh chị. Và bước 1 là chúng ta điền cái thông tin về ID. ID tức là Verify KYC. Bước 2 là đến ngày 3 tháng 2 nó gửi các anh chị địa chỉ ETH. Bước 3 là anh chị nạp tiền vào và anh chị mua. Ok, rất đơn giản như vậy thôi. Và đây là đường link để các anh chị chia sẻ ra. Ok. Rồi. Bước tiếp theo các anh chị làm gì? Sau khi các anh chị đăng ký xong rồi thì các anh chị làm gì? Đây, sau khi các anh chị đăng ký xong rồi thì anh chị vào cái bước là xác nhận danh tính. Anh chị vào đâu ạ? My account. Sau đó các anh chị làm gì? Xác định danh tính. Và đây là cái form. Tôi khuyến khích là các anh chị dùng passport. Nếu anh chị không có passport thì dùng ID, tức là dùng chứng minh nhân dân. Anh chị điền tên ở đây, họ ở đây. Anh chị điền địa chỉ ví My Ether Wallet. Nhớ là điền địa chỉ ví My Ether Wallet và không phải là ví Ether của sàn nhé. Ví My Ether Wallet là ví lấy trên cái nền tảng này này, My Ether Wallet này. Đó, lấy trên cái này. Và những ai chưa biết mở cái ví My Ether Wallet thì vui lòng đọc cái bài viết để chúng ta có thể biết cách mở cái ví My Ether Wallet, được không nào? Ok. Sau đó các anh chị đưa lên đây, anh chị chọn là gì? Là anh chị là người Việt Nam ít có passport hoặc không du lịch nước ngoài thì anh chị chọn là photo ID. Đây, đây. Thì đây là mặt trước, đây là mặt sau, đây là ảnh chân dung các anh chị tải lên. Sau khi tải xong thì nó có báo một cái thông tin là submitted, là đăng ký xong rồi và chờ là process này trong 3 ngày. Và sau đó anh chị vào kiểm tra account thì nó báo ở đây là verification in process. Tức là gì ạ? Cái thông tin các anh chị, cái việc verify đang được tiến trình. Đây là địa chỉ ETH mà hỗ trợ ERC20 của tôi. Và ngày 3 tháng 2 nó sẽ cung cấp cho các anh chị, được không ạ? Là cái thông tin địa chỉ ETH để chuyển vào. Đây, chúng ta đã làm xong 3 bước này rồi. Đây là 3 bước để chúng ta sở hữu cái ví, để sở hữu cái block token. Token gì ạ? ARC block này. Những ai chưa biết cách khởi tạo ví My Ether Wallet thì bấm vào đây để khởi tạo các anh chị nhé. Và đến ngày hướng dẫn cách mua, tôi sẽ làm video clip để hướng dẫn cách mua. Ngày hôm nay là hướng dẫn các anh chị cách để các anh chị làm sao review cái công nghệ blockchain 3.0 này, ARC block này nó tiềm năng như thế nào để các anh chị ra quyết định đầu tư trong tương lai. Hãy nhớ còn 16 ngày để đăng ký và verify KYC thôi nha. Hãy nhớ dự án rất tiềm năng bởi vì lượng người trên Telegram rất là đông các anh chị, 30.000 người. Một cái số lượng rất là khủng khiếp, được không nào? Và những cái thông tin vừa rồi đã kết thúc cái chương trình review AIC blog của tôi. Những cái thông tin tiếp theo cập nhật tôi sẽ hướng dẫn và cập nhật ở trên YouTube của tôi, trên blog gì ạ, kèo thơm ICO của tôi. Một lần nữa chúc các anh chị đăng ký trước và verify danh tính, chờ ngày để các anh chị mua và hãy chuẩn bị ETH hoặc là Silvermine đều được các anh chị nha. Hãy theo dõi kênh của tôi để cập nhật làm gì tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Johnny Thông đây. Xin chào.